Xin chào mọi người, tôi Phạm Thế Anh. Đấy anh em ạ. Đấy thì anh em còn nhớ video này không? Đấy, video này nhá, phần 1 anh em nhá. Đấy thì hôm trước quen được em Quỳnh rất là xinh anh em ạ. Đấy thì ngày hôm nay vì anh sẽ gọi em Quỳnh này đi chơi anh em nhá. Đấy thì ngày hôm nay gọi đi chơi thì bây giờ vì anh sẽ ngồi ở dưới ghế này đợi Quỳnh anh em ạ. Đấy cái ghế này là ghế huyền thoại anh em nhá. Đấy bao nhiêu cô ngồi ghế này vì anh quen hết anh em nhá. Ok, thì bây giờ ngồi chờ anh em nhá. Để gọi Quỳnh cái đã. A few moments later. Yeah, yeah, yeah. Em đêm nay ngon và căng cực. Ăn một xăng chảnh cùng đi ăn mực. Áo bao căng tròn ở vùng ngực. Làm anh thấy mẹ phải ổn hơn tao lực. Bạn một tí, có việc một tí. Rồi đó, anh đợi em biết bao lâu phải không? 30 phút rồi đấy, anh ngồi đây. Đâu, em có mấy một tí thôi à. Ngồi đây lúc á. Nay đi đâu chơi nhỉ? Đi dạo nhá. Ồ, đi dạo. Dạo á. Ờ. Nhưng mà từ à, anh chờ cô em đi đã. Dạo này kiểu anh buồn ấy, kiểu cứ nói chuyện với chị Google anh bây giờ kiểu như này hay lắm này. Kiểu mấy hôm nay anh cứ một mình anh nói chuyện với chị Google buồn cười lắm. Ừ. Đấy nha. Sao lại một mình nói chuyện với chị Google? Đây nha, anh cho em thử nha. Hey Google. Xin chào bạn. Chị Google ơi, bây giờ em bây giờ em đang ngồi với Quỳnh rất là xinh thì bây giờ em nói câu gì cho ngầu được nhỉ? Nhưng mà nhìn em ngon nhờ. Ok á, không được. Câu này không được chị Google ơi. Bây giờ chị Google nhá, câu này không được, câu này quá quen rồi. Bây giờ chị Google nhá, nghĩ cho em một câu gì nó mới đi nhá. Anh đây không thích mập mờ, điều anh thích nhất là sờ mông em. Thế luôn rồi, kiểu buồn cười thế. Câu này cũng không được. Bây giờ nhá, bây giờ chị Google nghĩ cho em câu gì mà nó khác đi một tí. Câu này nó hơi bậy chị Google. Đúng. Câu này nó hơi bậy một tí nhá. Bây giờ chị Google nhá. Bây giờ chị Google nghĩ cho em một câu gì mà thả thính Quỳnh ấy. Mà em thả thính phải đổ cơ. Hà Nội đẹp nhất về đêm, còn em đẹp nhất khi rên trên giường. Lạy Chúa con còn lứa tuổi học sinh. Chị cứ thế. Bây thế chứ. Kiểu Google mới kiểu phát minh ra một cái mới á. Kiểu chị Google ơi, bây giờ nha, nghiêm túc nha. Bây giờ không đùa nữa nha. Bây giờ chị cho em một câu chốt này. Câu chốt hạ này. Câu này phải đổ nhá. Nhá, bây giờ chị Google cho em một câu cuối cùng này. Nghe nhá. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thích lâu rồi cho chén được không? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thích lâu rồi cho chén được không? Hiểu đấy. Thề luôn. Được không? Sao chị Google cứ nhưng mà kiểu đây là sao chị Google lại cứ xúi anh kiểu này nhỉ? À hôm trước cách đây mấy hôm nhỉ? Em chơi kèo với anh thế mà lại thua nhỉ? Thế anh bảo là thắng nhưng về phần thắng các thứ. Thế chỉ là anh may mắn thôi. Đúng không? Anh chỉ là anh may mắn thôi. Bây giờ hay là anh với em chơi một cái trò khác đi. Chơi trò gì? Rồi chơi một cái trò này. Đây. Chơi một cái trò này. Được không? Đây, anh đã chuẩn bị rồi. Đây nhá. Bây giờ như này. Được chưa? Ở đây anh có 3 tờ giấy, được không? 3 tờ giấy. Đây là phạt này. Được chưa? Ở đây là phạt này. Và một cái là hôn. Được chưa? Không được. Sao không được? Lần trước đã lỡ rồi thế luôn ý. Bây giờ phải gỡ kèo chứ, bây giờ em phải thắng chứ. Đúng không? Đúng. Bây giờ phải gỡ kèo đi. Thôi. Lần trước thế luôn, lần trước em cứ nghĩ là kiểu mình sẽ thắng kiểu. Thì đấy là chỉ là anh may mắn thôi, chẳng nhẽ hôm nay anh lại cũng may mắn, đúng không? Chẳng nhẽ lúc nào anh cũng là thanh niên may mắn à.
Bây giờ nhá, bây giờ có hai cái phạt một cái hôn cơ mà. Thôi. Thì tỷ lệ của em dễ thắng hơn anh. Anh chỉ có 1/3 để thắng thôi. Chơi trò khác đi. Bây giờ có trò gì để chơi đâu. Nhá. Bây giờ phạt nè. À. Hôn nè. Phạt. Được chưa? Đấy, bây giờ anh sẽ cháo lên nhá. Bây giờ em sẽ quay mặt đi được chưa? Em sẽ quay mặt đi. Anh sẽ cháo ba cái này lên và em sẽ chọn một cái. Được không? Ví dụ chọn phạt thì nếu mà em phạt thì hình phạt của em là cái gì? Phạt em sẽ bảo anh chỉ kiểu cởi chân chạy quanh khắp cái chỗ này luôn. Đó, hình phạt của em. Cởi chuồng á? Nhưng mà vẫn mặc quần đùi đúng không? Đúng mặc quần. Ok, còn nếu mà anh thắng nha, còn nếu mà em mà chọn phải cái hôn nhá. Không. Thì sao? Thôi, em sẽ chọn phải cái hôn em chạy luôn. Không, thì thế hôm nay sẽ hôn vào trán, được không? Hôn vào trán á? Ừ, không thơm má nữa. Được không? Bây giờ anh sẽ cháo nhá. Bây giờ em sẽ quay mặt ra kia đi. Anh sẽ cháo. Quay mặt ra. Ừ, đấy, để anh cháo. Được không? Chờ tí nhá. Chờ tí nhá. Anh phải cháo kỹ thì em mới không phát hiện được. Em phải cháo nhá, chưa được đâu. Lừa rồi. Chưa được đâu. Ok, đây. Hai rồi, quay lại đi. Hai cái phạt một cái hôn được chưa? Hai cái phạt một cái hôn nhá. Bây giờ em sẽ chọn một cái đi. Chắc chưa? Chắc chưa đấy? Chắc rồi. Ok. Ok. Rồi em mở ra đi. Ok à. Thôi em không chơi đâu thế luôn. Hôm trước cũng thử em đi. Chỉ là may mắn thôi. Không, may mắn thôi. May mắn kiểu gì. Đi. Bây giờ chỉ thơm một cái vào chán thôi. Đúng không? Thơm một cái vào chán thôi. Bây giờ chơi em là một người chơi đẹp chứ, đúng không? Đúng. Bây giờ phải một người chơi đẹp. Chơi được chịu được nhá. Hôn vào chán nhá. Thế. Nào, không được ngại. Nào. Em phải nhắm mắt lại cơ. Rồi, ngồi dịch ở đây. Đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền cho khóe môi được bình yên. Wow. Đó. Thế hôm nay vẫn thua nhỉ? Thôi, lần sau em không chơi nữa đâu. Sao không chơi nữa đâu á? Thôi, em không chơi. Không, sao em không chọn hai kia nhỉ? Anh đã bảo chắc chưa mà em vẫn chưa chọn lại. Sao không chơi. Bây giờ đi dạo nhỉ? Bây giờ đi dạo. Ừ. Đi đường nào đi.